Hello các bạn, hôm nay mình đang ở một con suối nhỏ. Khu vực này đá rất là nhiều, rất là nhiều tảng đá to này. Hôm nay mình sẽ khảo sát khu vực này. Khởi động máy lên như này. Đá gì mà nó nơi này toàn thịt anh không nhỉ? Bên này vẫn là mùa mưa này, nước chảy cũng rất là nhiều rồi. Khu vực này có đá quý không biết. Toàn là cùi suối không. Mình vét thử chỗ này à. Không phát hiện. Chắc quất rồi, nãy giờ không thấy cục nào vừa ý. Khu vực này cũng là khu vực người ta đang khai thác đá. Cái mì này thế nào. Mềm quá. Nó mềm quá mà đó nó không lên luôn. Cùi
thạch anh nó cũng không có luôn mọi người, chỉ có đá cuội không à. Đá chuyên khủng rồi, chuyên to nữa rồi. Chỗ này là chỗ người ta khai thác đá này, cái này đây là cái lưới sàn đá. Bảy không phải đá sapphire, đá cuội đây lắm, hột cuội đó. Đá này đẹp nữa, đẹp thế này mà. Lên được tháng 5 à. Một viên thạch anh. Thì này cũng được 5. Không phải chứ. Đây là một cái bãi đá này để ta khai thác để làm công trường. Mình lội vào đây để nghiên cứu tìm kiếm được có khúc nào quý không, ai biết. Nói như ăn mày gặp chiếu manh thì sao. Đây có viên đá màu xanh xanh này. Pha sapphire nha, độ cứng thì có 5. Nhìn này được gì có 5 à. Đèn xì.
tướng chỉ có 5 thôi. Cầu à. Nhìn như tiếng khủng long. Màu sắc rất là đẹp nè. Màu hồng, màu trắng, màu hồng, màu trắng. Như này thì độ cứng thấp nhưng mà nó mọc. Nó có hai màu. Hồng trắng, hồng trắng. Đây là cái hố người ta khai thác đá này. Dễ sợ. Sạt lở quá trời luôn. Đá cảnh thì nhiều mà sapphire thì không có. Trong cái bãi đá này không có đá quý. Thôi chúng ta đi tiếp. Một viên thạch anh. Đập ra bên trong có cái gì không? Mình đập ra. Cứng lắm này. Trắng tinh.
Chào mọi người. Video tụi mình vô mình đây là kết thúc. Hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo. Hôm nay Trắc Quốc không có cái gì giá trị. Như đây. Đây là đá tạp.